Xin chào các bạn, thì hôm nay mình có mặt ở Trân Thành. Thì mình sẽ trong đây là cái vườn thử dùng thí điểm là khoảng 10 cây để họ coi cái hiệu quả của phương pháp lấy mẫu bằng khí như thế nào. Và sau đây là kết quả. Đây là cái lấy mẫu bằng khí và đây là dâm đầu tiên nha. Đây sao đây là thử cái vị trí nắp cáp phủ nữa. Đúng rồi. Ừ. Chứ phải 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 cái đó luôn. Tầm nửa ký. Này lấy hai lần hay lấy lần à? Một lần. À một lần hả? Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên luôn. Tầm nửa ký. Bạn ươm luôn ha. Ừ. Mũ này thì hiện tại giá thị trường khoảng tầm 13-14 ngàn. Ừ. Thì nó rơi nếu mà cái này thì dâm thứ ba là lấy lại tiền trang thiết bị hết rồi. Dâm thứ ba đấy là tiền trang bị là mũ đầu mùa là giá cao hiện mũ. Giờ là giá mũ đầu mùa là như mũ đầu mùa mũ độ cao đó, giá nó cao thì đánh vào sản lượng thì nó khoảng tầm 13.000-14.000 thì một ký là mũ này à. Thì nếu như mà như vậy đó, thì khoảng 3 dâm mình cào khoảng 3 dâm là lấy lại tiền bình khí trang thiết bị tất cả mọi thứ. Ồ, lấy luôn tiền khí xài luôn năm không? Lấy tiền khí thì một bình khí đầy đủ. Ừ. Là trang thiết bị cho... xài gần năm rồi, cây này là bình khí đã xài gần năm rồi. Đúng rồi. Ừ. Nên dùng phương pháp này mà để mở miệng cây mới hoặc là lấy mũ mà đầu mùa thì nó sẽ là cái nó có mũ liền luôn cho các mình luôn, thì nó sẽ mang lại hiệu quả tức thì và sẽ hàng nhanh hàng lại vốn cho mình đó, thấy tức thì luôn. Em qua coi cái khác nhé. Đây này cũng gần hơn nửa cái dâm đầu tiên, mũ nó hơi đặc nên nó hơi nó đông lại. Đó, đây là cái mùa nắp chóp năm ngoái thì năm nay em sẽ đóng gần đây luôn cho con để con nữa thế nào. À. Nhưng mà sản lượng nó vẫn đạt. Còn năm cái kia là em khoan trên cái này luôn. Ừ. Cái này là cũ nè, tháo ra đúng không? Tháo cái dây ra không? À đây. Cái này nó đặc điểm là nó tiện. Và nước mưa nó không chảy theo cái này vô trong cái chén của mình nên mình che mưa bằng bình thường, cách bình thường giống như là máng che tô, gắn ghim hoặc là như của nông trường là được, váy nông trường là được. Và sau khi đó mình rút ra, từ cái này mình rút ra thì cái dây mũ nó sẽ qua 3 ngày thì cái dây mũ nó sẽ dính theo cái cây luôn. Đây là nãy mình rút sớm nên nó bủ còn chảy đây nè. Mấy cây em làm là em đóng gần sát nắp chóp hết luôn. Ok, nắp chóp năm ngoái này. Bây giờ nó là như vậy luôn. Chứ không phải là nhiều người ta kêu là u nần thế này kia không có. Nhiều người ta kêu u ra, không có, nhìn đây. Ừ, thấy rồi. Đây, da này nó vẫn săn lại bình thường. Rồi ok, xin chào các bạn. Và tuần này là mình sẽ có mặt ở Bình Phước, ở tất cả các huyện để mà đi hướng dẫn kỹ thuật cho bà con và làm thí điểm để bà con nào có thể là mua về tự làm 10 cây 20 cây để là thấy là cái phương pháp này nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm, như là có mũ ngay vào lúc đầu mùa nên chỉ cần là vài dăm là có thể là phục hồi được cái tiền thiết bị cho mình đó, nó rất là kinh tế chuyện đó. Mà sau đó cuối mùa thì những cái cây sử dụng áp khí như năm vừa rồi á thì nó sẽ rụng lá chậm hơn và mình khai thác được lâu hơn, nên nhờ những cái thời gian cộng thêm đó mà mình nhanh chóng hoàn cái vốn mình đã đầu tư vào một bộ thiết bị như thế này, là các bạn có thể xài là nhiều năm chứ không phải là ít năm, như là cái ống nhựa này, ống nhựa chính phẩm nên nó không có bị cong kèo giống như là ống hàng chợ. Khi bạn xài qua một năm thì có thể là vẫn xài tiếp và làm sao vẫn dẻo bình thường, nếu không nó không bị cứng. Là cái nắp chóp và túi khí nó bích cũng vậy. Như năm vừa rồi và năm nay là cái xài bình thường. Sau khi mình chuyển qua cái nắp chóp chất liệu inox thì là cái thứ nhất là độ bám trên cây nó tốt hơn và nó không có bị xét. Giống như là nắp chóp nhôm thiết của Thái. Nên là các bạn có thể là sử dụng nhiều năm và làm vệ sinh dễ dàng. Rồi bà con nào có cần thắc mắc hay gì đó, có thể là lên website cạo mũ bằng khí.com có thể là tìm hiểu cái đề tài này, tại sao mà Việt Nam mang những cái điều tiếng xấu về cái phương pháp này và tại sao nước ngoài họ sử dụng rất là lâu rồi, và tại sao
phương pháp viêm lô vẫn là phương pháp chính trong phương pháp mà kích thích mũ chính thức trong tài liệu của cao su Việt Nam. Còn cái khí này rất là quan trọng nha các bạn. Khí này thì nó là khí ethylene chứ không phải là acetylene, không phải là khí đá. Khí đá và acetylene và ethylene nó cùng tác dụng giống như nhau là có thể làm chín trái cây và có thể là lấy mũ cao su làm cho mũ cao su chậm đông. Nhưng mà acetylene đó là C2H2, nó là khí đá, nó sẽ gây tác hại cho cây và nó cũng không được làm người ta cấm nó để vuốt trái cây luôn, tại vì nó độc. Còn nó ethylene là cái chất được phép làm chín trái cây để xuất khẩu luôn, và nó là một hóc môn thực vật nên nó sẽ không ảnh hưởng về cái sức của cây cao su. Còn cái về vấn đề sức cây cao su khi mà áp dụng ethylene thì các bạn cứ căn cứ vào độ của nó để mà đánh giá cái độ hồi mũ sức khỏe của cây cao su. Nếu mà bạn lấy quá nhiều mũ, cái độ giảm thì bạn biết là cái cây của mình nên giảm khí lại và có thể là giãn ngày ra. Thì bên mình có cung cấp là bộ bơm định lượng, đó là một cái cải tiến cũng đáng kể của mình so với các phương pháp cũ của Thái Lan và Malaysia, giúp các bạn có thể điều tiết được lượng mũ rất là tốt. Và chẳng hạn bạn muốn tăng mũ thì bạn cứ tăng khí lên, nhưng mà phải đảm bảo làm sao cái lượng mũ lấy ra cái độ nó không bị giảm so với phương pháp cạo truyền thống, thì để cái cây của bạn nó có sức để nó tạo mũ tốt cho lần tiếp theo. Còn nếu mà cái lượng mũ mà nó bị giảm hoặc là cái độ nó bị giảm nhiều là các bạn biết là nên cái cây mình nó quá sức, một là thì các bạn phải giảm lượng khí, giãn ngày, và sau đó là muốn lấy mũ nhiều thì nên bón phân, và sau đó là mình lại tiếp tục mình tăng khí để coi có cái sản lượng như thế nào và tiếp tục theo dõi cái độ. Và phương pháp này là những cái vườn cây da tái sinh là có thể là sử dụng cái phương pháp này để lấy mũ để mình khỏi thanh lý cây. Những cái cây da tái sinh nó mà cạo đục hai mặt á thì nên có thời gian cho nó nghỉ 1-2 năm để lành lặn tuyến mũ ở bên trên, nó có thể là hông mũ xuống dưới mà mình lấy nó hiệu quả. Còn những cây mà vừa lấy vừa bắt đầu cạo đục thì làm cho da nguyên sinh phía trên rất là hiệu quả, hoặc là cạo đục một mặt thì cũng làm da nguyên sinh kế bên thì nó tạo cái vết thương rất là nhỏ, nên các bạn là rất là khỏe, là có nghĩa là sẽ kéo dài thời gian khai thác lên nhiều lần, và những cái vết thương này nó sẽ nhanh chóng nó lành lại trong sau 1 năm mà nó không có ảnh hưởng tới mũ của cái vùng da mà bạn khai thác. Vì vậy nên cây nó sẽ sung sức hơn, nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ đầu mùa thì nó sẽ bị ảnh hưởng ít bởi như là những cái bệnh như là phấn trắng, tán lá nó sẽ lên tốt hơn. Xin chào các bạn, thì các bạn có vấn đề gì thì cứ liên lạc mình qua số điện thoại trên logo của website hoặc là